Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay thiết bị máy nhập khẩu có một khách hàng mua một cái máy khoan từ 3 chức năng hiệu Bao, model là BB100ERV ha. Thì con này có ba cái chức năng ha, là khoan sắn là từ 3 đến 32 ml bằng mũi phân con ha. Khả năng khoan cắt bằng mũi phân từ là từ 12 tới 100 ml, khả năng taro từ M6 đến M34. Thì đây là toàn bộ cái máy này mình khui ra chứ mình soạn hàng trước khi mình giao cho khách ha. Đó, model là BB100ERV. Thì chuẩn của nó sẽ gồm có một cái máy chính như thế này, tấm che phôi an toàn màu đỏ ha. Rồi, manual hướng dẫn sử dụng, đầu cặp giao cắt BB100ERV con MT3 ha này. Rồi, hộp tay quay, hộp lắp gác, đây là tay quay nè, gác nè, và dây đai an toàn, dầu bảo dưỡng. Đó, thì sơ bộ máy mình sẽ bây giờ mình sẽ lắp ráp ha, mình lắp máy, mình hướng dẫn sự vận hành ha. Rồi, đó thì đây là cái đầu cặp giao cắt ha, để chuyên cặp những cái mũi phân từ 12 cho tới một tới 64 ml. Con 1T3 đây, cái là mát. Thì máy được ngoài cái thùng cắt tông ra ha, thì nó có một cái thùng nhựa màu đen như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp cái máy con từ ha. Con từ Bao model là BB100ERV ha. Thì con từ 3 chức năng. Thì đây đầu tiên mình sẽ gắn cái tai quay vô trước. Đây là cái hộp đủ còn ba cái tay quay đó, thì tay quay thì mình sẽ nó lấy ra một cái này. Đây nó có cái bộ két này đó, thì tay quay mình sẽ lắp vô đây. Dặn thấy thôi thì nó là tương tự như một cái còn lại thì nó cũng giống vậy thôi. À, đây mình sẽ lắp lên sơ ha. Thì lưu ý là cái tay quay này nó có cho phép chúng ta là dò về bên trái và bên phải tùy theo cái những khách hàng nào mà thuận tay nào ha. Thì đó, nếu mà muốn dò qua bên vị trí bên tay trái thì mình sẽ mở ốc này ra, mở ốc giác này ra, mở hết ra thì mình sẽ rút cái nguyên cái tay quay này ra, mình gắn này ha. Hôm nay mình không có thời gian, mình không có làm nữa ha. Thì cái máy phân từ này có công suất là 1750W ha. Thì nó có hai chức năng khoan phân sắn và mũi phân con. Thì đây mình sẽ hướng dẫn lắp cái mũi phân sắn chuyên, cái phân từ chuyên dụng ha. Thì đây là cái đầu cặp mũi phân từ đây. Đó. Thì lắp vô thì nó dặn con, thì mình sẽ đứng ngay rảnh mình ép vô. Sau đó mình sẽ dùng một cái khúc gỗ hoặc là cái búa gì đó mình ép vô ha, ép cho con nó dính vô. Rồi, cũng chặt rồi ha. Ở đây mình sẽ thao tác từ chuyên dụng cho cái máy này. Thì nó đây là mũi thắp gió ha. Thì để lắp mũi thắp từ thì trước tiên mình phải có một cái tay định tâm như thế này, đặt cái đây, đặt vô cái mũi ha, để định tâm lỗ. Thì tiếp theo mình sẽ dùng một cái lục giác ha, mình sẽ tháo cái hai ốc này, lỏng hai ốc này ra. Đó, tương tự đây cũng vậy luôn. À,
Thì mình thấy như cái mũi này thì cái mũi là chuẩn châu Âu, nó có hai cái mặt này, mặt ván như thế này, thì khi mà lắp vào thì bắt buộc cái hai cái mặt này nó phải ngay cái vị trí ốc này ha. Còn đối với những cái mũi mà phân từ mà có một mặt ván này và ba lỗ bi thì bắt buộc thì một cái mặt ván này cũng phải ngay cái cạnh này luôn mới chữ được cái mũi. Nó thì mình lắp vô như thế này, sau đó dặn lại, siết chặt lại ha, nhớ là siết chặt nha, không chặt là nó bị chạy cái mũi, nó bị dính cái mũi đó luôn, hư cái mũi đó, siết chặt lại, chặt lại. Rồi đó, sẽ lắp mũi từ như thế là xong ha. Đó, để cho để khoan thì mình sẽ cắt điện nha. Cái máy này nó xài ưu thế là nó xài điện 220 pha ha, nên là rất là thuận tiện. Cái máy vẫn chưa hoạt động được đâu ha, thì đó thấy đây, nó vẫn di chuyển thoải mái. Đó, khi nào mình bật cái đế từ dưới đây nè, nút nguồn dưới đây. Đó, đây là nút giữ nè. Để mình canh này, lắp mình khoan cho nó tiết kiệm mấy cái chỗ này chứ. Đó, khi chúng ta bật lên thì từ nó hít nè ha. Thật sự là 2000kg nha bạn. Rồi, để bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái vị trí khoan. Rồi, đây máy nó có hai chế độ nè. Chế độ cái nút này là nút chạy máy nè ha. Màu xanh chạy motor, nút đỏ là dừng motor. Và cái chế độ khoan thì chúng ta sẽ bật lên đây. À, mình sẽ test thử nước trước không tải được trước ha. Đó. Đó, máy sẽ chạy theo chương trình. Bây giờ thì cái thứ hàng khoan thì mình sẽ khi mình phút sơ khoan mình sẽ lấy tâm lõ trước. Thì đây mình làm mô phỏng thôi, mình không có ấy ha, không có lấy tâm trước ha. Đó, thì khi đó mình sẽ bật cái chạy máy. Đây mình khoan mô phỏng thôi, mình không có xịt nước là mát. Đó, thì ở chế độ khoan thì nó như thế. Thì còn chế độ taro thì nó cũng tương tự như chế độ khoan, nhưng mà sau khi mà chúng ta taro thủng xong á thì chúng ta thì cái mũi taro chúng ta sẽ đồng nghĩa ở vị trí này. Đó, thì để đảo chiều cái mũi taro thì mình sẽ tắt motor này, rồi sau đó mình bấm cái nút này ha. Revert ha, đó. À, máy nó sẽ chạy xong rồi sau đó chúng ta sẽ mở cái nút khởi động motor. Thì đó. Thì đó khi đó thì cái mũi nó sẽ quay được chiều để mà định là lấy cái mũi taro ra. Thì chế độ khoan với taro thì giống nhau, chỉ khác nút vị trí nút này thôi, đảo chiều ha. Lưu ý là khi mà đảo chiều thì phải tắt motor trước, dừng motor trước, sau đó chúng ta mới bật qua đây để hạn chế cái tình trạng mà đảo chiều đột ngột nó bị hư cái bo. Thì ngoài khả năng điều chỉnh tốc độ cơ, bốn số cơ thông thường bằng hai cái nút này đây, thì nó có cho phép chúng ta điều chỉnh tốc độ vô cấp luôn, vô cấp bằng cái núm bận đây ha. Đây nè, đây mình sẽ thí nghiệm bạn xem ha. Đây nè, mở lên đó mà thấy tốc độ ngay đó. Okay.
chỉnh được đâu, chậm nó nằm nó rất là chậm luôn. Đó, ưu điểm cái dòng này là điều chỉnh được tốc độ mà ha, vô cấp lớn nhỏ. Nhớ là nút cái nút này là điều chỉnh tốc độ ha, lớn nhỏ. Rồi cái nút đây là điều chỉnh lực moment để lúc cho nó để tao luôn đó. Đó, cũng điều chỉnh luôn, được luôn. À, để tháo cái mũi phân từ ra thì cũng mình làm lại giống cái thao tác lúc ban đầu ha. Tắt máy đi. Đây mà tháo ra thì mình sẽ dùng cái này. Tháo mũi ra thôi. Quay này cao lên xíu ha. Nhớ là khi tháo mũi thì mình phải giữ cái mũi ra. Lưu ý là nên dùng bao tay, hoặc nếu mà cầm tay không giống mình thì phải cẩn thận, bằng cái lưỡi nó cũng rất là bén. Đó. Cái mũi. Rồi, để tháo cái đầu khoan này ra. Anh em giống vậy. Đó, anh em vậy thì mình sẽ quay đây nè, trục chính này ha. Nó thôi có một cái rãnh. Hai cái rãnh không? Cái rãnh kia quay ngược ra vô nè. À, chúng ta sẽ dùng cái cây này thọc vô cái rãnh ngay rãnh này. Đó. Rồi, sẽ dùng một cái búa. Một tay cầm búa, một tay giữ cái đầu ha. Rồi chúng ta sẽ bấm mạnh lên. Đó, cái đầu này sẽ rớt ra ha. Đó, tương tự khi mà muốn lắp cái mũi khoan con. Khoan con thì khoan sắn đưa con vào máy thì mình cũng làm tương tự thôi. Lắp thẳng vô máy thôi. Rồi. Rồi cái máy từ này cứ kiếm như đó thôi. Còn chuẩn chuẩn cho nó sẽ còn chuyển máy chính thôi. Khi khách hàng mình muốn mua những góc xanh khác thì phải liên hệ ha. Bây giờ có thể là mua thêm là mũi phân từ nè, hoặc là cái một đầu cặp taro loại nhân dân. Rồi anh em nào có cần xem máy thực tế thì cũng liên hệ thiết bị máy nhập khẩu ha. Rồi xin chào anh em.